Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp về tình hình xung đột tại Ukraine sáng ngày 1 tháng 3 của VTC Now. Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận thì lực lượng Nga đã pháo kích vào thành phố Kharkiv làm rung chuyển một khu dân cư. Đồng thời, một đoàn xe quân sự dài khoảng 27 km đã tiếp tục tiến gần đến thủ đô Kiev. Một đoàn xe dài khoảng 27 km gồm hàng trăm xe tăng và các phương tiện quân sự khác của Nga tiếp tục tiến gần thủ đô Kiev. Theo hình ảnh vệ tinh do Masa Technologies công bố, đoàn xe đang ở cách Kiev 64 km về phía tây bắc. Trong ảnh vệ tinh thì đoàn xe nằm trên đường cao tốc T1011 vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 28 tháng 2 theo giờ địa phương. Trong lúc đàm phán ở biên giới Belarus kết thúc mà không đạt được đột phá, nhiều vụ nổ đã được nghe thấy tại Kiev trong lúc quân Nga tiến gần đến thành phố 3 triệu dân này. Video từ thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine với dân số 1,5 triệu người cho thấy nhiều khu dân cư bị tàn phá, tòa nhà rung chuyển bởi những vụ nổ lớn và liên tục. Thưa quý vị, dù tín hiệu đàm phán ngoại giao giữa hai nước đã bắt đầu vào chiều tối qua theo giờ Việt Nam, song trên chiến trường thì giao tranh vẫn vô cùng ác liệt. Hôm qua ngày 28 tháng 2, các lực lượng của Nga đã pháo kích vào thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, làm rung chuyển một khu dân cư. Đồng thời, một đoàn xe dài khoảng 27 km gồm hàng trăm xe tăng và các phương tiện khác của Nga đã tiếp tục tiến gần đến thủ đô Kiev. Sau 5 ngày giao tranh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy 1.114 trang thiết bị quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine lại cho rằng mọi cố gắng của lực lượng Nga đều không đạt được mục đích. Nhiều phương tiện của Nga đã bị tiêu diệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, bên cạnh 31 trạm chỉ huy và liên lạc của quân đội Ukraine, thì 314 xe tăng và xe bọc thép các loại, 57 bệ phóng tên lửa, 121 hệ thống pháo và súng cối, cùng 274 xe quân sự đặc biệt cũng đã bị hủy hoại. Quân đội Ukraine cho biết kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, khoảng 5.300 lính Nga đã thiệt mạng, trong khi 191 xe tăng, 29 chiến đấu cơ, 29 trực thăng và 816 xe bọc thép của lực lượng này cũng đã bị phá hủy. Nga chưa phản hồi về thông tin trên. Những con số này rất khó để xác minh, nhưng chúng cho thấy sự phản kháng dữ dội mà lực lượng Nga vấp phải ở Ukraine. Phía Nga cũng cho biết nhiều binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, nhưng từ chối tiết lộ con số cụ thể. Thưa quý vị, chiến dịch quân sự của Nga bước sang ngày thứ 5 với giao tranh ác liệt nhất đã được ghi nhận trên đường phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, và quân đội Nga đang tiến gần hơn đến thủ đô Kiev. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng trăm phương tiện quân sự Nga xếp hàng dài ở trên tuyến đường dẫn vào thủ đô Kiev của Ukraine. Chiến thuật mới của Nga là bao vây và pháo kích vào các cơ sở quân sự tại các thành phố. Quân đội Nga đã tiến đến gần thủ đô Kiev, thành phố gần 3 triệu dân. Khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang ngày thứ năm, các lực lượng Nga đã tiến vào thành phố Berdyansk ở miền nam Ukraine, bắt đầu bao vây Chernihiv và căn cứ không quân Vasilsky ở ngoại ô thủ đô Kiev. Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ, làm chậm bước tiến của quân đội Nga. Tướng Oleksandr Zhizhky, chỉ huy lục quân Ukraine và chỉ huy phòng ngự Kiev, cho hay Ukraine vẫn giữ được thủ đô và mọi cố gắng của lực lượng Nga đều không đạt được mục đích. Nhiều phương tiện của lực lượng Nga đã bị tiêu diệt. Trước đó, tại Kiev, lệnh giới nghiêm được ban bố kéo dài trong 39 tiếng, yêu cầu tất cả người dân không được ra đường cho tới sáng ngày 28 tháng 2. Giới chức cảnh báo bất kỳ ai mạo hiểm ra ngoài mà không có giấy thông hành sẽ bị coi là các nhóm phá hoại của Nga. Còn tại Kharkov, các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Thị trưởng Iho Terekhov cho biết ít nhất 9 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 28 tháng 2 tại thành phố Kharkov của Ukraine. Tuy đã trải qua một ngày rất khó khăn, song người đứng đầu khu vực Kharkov nói rằng quân đội Ukraine đã giành lại được quyền kiểm soát toàn thành phố sau một cuộc tấn công trước đó của các lực lượng Nga. Lực lượng Nga đang nỗ lực để khép vòng vây với thành phố Chernihiv và Mariupol, đồng thời thì nhiều khả năng sẽ tìm cách tiếp tục tiến vào Kharkov. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tiếp tục kêu gọi quân đội Nga hạ vũ khí và rời khỏi đất nước này, đồng thời cảnh báo hàng nghìn binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2. Sau các đợt không kích vào các sân bay và cơ sở nhiên liệu trên khắp Ukraine, các lực lượng Nga đã siết chặt vào cảng chiến lược ở phía nam của Ukraine trong những bước tiến dường như đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc tấn công của Nga. Tuy vậy, thì nhiều chuyên gia quân sự đánh giá kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Nga đã chưa thể thực hiện và Nga có thể sẽ đổi chiến thuật sau khi đà tiến quân bị chậm lại vì vấp phải sự kháng cự dữ dội từ quân Ukraine, cũng như phải đối mặt với những thách thức về vấn đề hậu cần. Nhiều người dân Ukraine đã đồng loạt tình nguyện xung phong ra trận để bảo vệ đất nước, nhận súng do chính quyền phân phát và chuẩn bị cả bom xăng.
Ukraine đang ân xá cho những tù nhân có kinh nghiệm quân sự muốn chiến đấu cho đất nước. Khó khăn về hậu cần cùng sức kháng cự ngoài dự kiến của quân đội Ukraine cũng khiến cho lực lượng Nga chưa đạt được mục tiêu sau 5 ngày tấn công. Giới quan sát cho rằng các lực lượng cơ giới của Nga có thể tiến hành với tốc độ rất nhanh chóng, nhưng hệ thống vận chuyển xăng dầu, đạn dược, nhu yếu phẩm không thể tiến nhanh như vậy, đặc biệt là khi đối phương phản kháng quyết liệt. Luke Harding, phóng viên Guardian ở thành phố Lviv phía tây Ukraine cho rằng quân đội Nga có ưu thế áp đảo so với lực lượng vũ trang Ukraine. Họ có nhiều máy bay chiến đấu, lực lượng hải quân đông đảo và 150.000 lính bộ binh được triển khai. Tuy nhiên, chiến dịch tấn công của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa đạt được mục tiêu đánh nhanh, thắng nhanh ban đầu. Nỗ lực hậu cần cho quân đội ở một số nước rộng lớn đang mang tới nhiều thách thức. Thưa quý vị, Kiev, thủ đô của Ukraine, là nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Và theo tình báo Ukraine, kế hoạch ban đầu của quân đội Nga là bao vây thành phố bằng lực lượng bộ binh, sau đó thì tiến hành đợt đổ bộ đường không vào ban đêm với khoảng 5.000 lính dù tinh nhuệ để nhanh chóng kiểm soát các mục tiêu trọng yếu bên trong thành phố. Tuy nhiên, cho đến nay, kế hoạch này dường như đã thất bại. Theo tình báo Ukraine, Nga sẽ tấn công dinh Tổng thống, uy hiếp Tổng thống Volodymyr Zelensky và nắm quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ quan trọng, trong đó có Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Tình báo Ukraine tin rằng sau khi đánh bại lực lượng kháng cự của Ukraine và bắt những quan chức chủ chốt trong nội các Zelensky, Moscow sẽ thiết lập một chính quyền thân Nga tại Kiev. Tuy nhiên, kịch bản này đến nay vẫn chưa diễn ra. Kiev vẫn do chính quyền ông Zelensky kiểm soát sau khi các lực lượng Ukraine đẩy lùi một loạt đợt tấn công. Tổng thống Zelensky đã vận động người dân chiến đấu bảo vệ đất nước. Trong khi đó, kế hoạch sử dụng đội lính dù đổ bộ đánh chiếm một sân bay ở thành phố Vasilkiv để làm đầu cầu kiểm soát Kiev đã thất bại. Thị trưởng Vasilkiv cho biết lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Cuộc chiến khốc liệt nhất xảy ra trên phố Decembris, cả con phố chìm trong lửa đạn. Các đơn vị phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một vận tải cơ IL-76 của Nga gần Pitaskova, cách Kiev khoảng 80 km về phía nam. Điều này cho thấy các hệ thống phòng không Ukraine vẫn tham chiến hiệu quả, khiến không quân Nga chưa thể làm chủ bầu trời. Chiến dịch tấn công của Nga thành công nhất ở phía nam Ukraine, nơi họ đã chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn, gồm phần lớn tỉnh Kherson và thành phố Melitopol. Liên Hợp Quốc vừa phải tổ chức một cuộc họp khẩn về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 2 rằng trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Moscow nhận được thông tin Kiev chuẩn bị động binh ở vùng ly khai Donbass. Theo ông Nebenzia, Nga đã nói nhiều lần rằng họ không lên kế hoạch mở chiến dịch quân sự ở Donbass trừ khi chính quyền và quân đội Ukraine đe dọa trực tiếp đến các nước Cộng hòa tự xưng này. Và phía Nga có thông tin đáng tin cậy rằng Ukraine đã lên kế hoạch hành động quân sự. Trong tình thế đó, động thái của Nga là không thể tránh khỏi. Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh, Moscow coi việc Ukraine gia nhập NATO là lằn ranh đỏ, nhưng Mỹ ngạo mạn từ chối nói về vấn đề này, cũng như các vấn đề khác. Ông Nebenzia nhấn mạnh, Ukraine gia nhập NATO là lằn ranh đỏ đối với chúng tôi vì những cân nhắc chiến lược quân sự ngay từ đầu. Việc đặt cơ sở hạ tầng NATO tại quốc gia đó sẽ buộc họ phải thực hiện các biện pháp ăn miếng trả miếng, có thể đẩy Nga và NATO đến bờ vực xung đột quân sự. Theo đó, tháng 12 năm 2021, nước này đề nghị Mỹ và NATO ký kết các thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Mỹ. Tuy nhiên, hành động Moscow đưa ra đã bị Mỹ và NATO từ chối một cách ngạo mạn. Ngày 28 tháng 2, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài theo sáng kiến của phía Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một cuộc trao đổi nghiêm túc và thấu đáo về mọi khía cạnh của tình hình Ukraine. Theo Điện Kremlin, các quan điểm rõ ràng về chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga thực hiện nhằm bảo vệ Donbass đã được nêu ra với phía Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã bày tỏ hy vọng giải quyết nhanh chóng xung đột hiện nay thông qua đối thoại và đàm phán với Kiev. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, việc giải quyết nhanh như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga được tính đến vô điều kiện, bao gồm việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, giải pháp cho các nhiệm vụ phi quân sự hóa Ukraine và đảm bảo vị thế trung lập của nước này. Đồng thời lưu ý rằng phía Nga sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với các đại diện của Ukraine và hy vọng rằng chúng sẽ đem lại kết quả mong muốn. Tổng thống Nga đặc biệt lưu ý đến việc các lực lượng vũ trang Nga không đe dọa dân thường và không tấn công vào các đối tượng dân sự. Hai nhà lãnh đạo Nga-Pháp đã đồng ý giữ liên lạc. Thưa quý vị, Nga và Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán thứ nhất ở Belarus vào đêm ngày 28 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Hai bên đã lắng nghe lẫn nhau và tìm thấy những điểm chung sau vòng đàm phán đầu tiên này.
các vấn đề về ngừng bắn và phi quân sự hóa cũng đã được thảo luận. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ sớm được tổ chức. Chiều tối 28 tháng 2 theo giờ Việt Nam, phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu đàm phán để tìm cách giải quyết xung đột. Cuộc đàm phán diễn ra khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở miền đông Ukraine bước sang ngày thứ 5. Theo hãng thông tấn Benta của Belarus, các cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn hai nước diễn ra tại tỉnh Gomel ở biên giới Belarus và Ukraine gần sông Pripyat. Vì lý do an ninh, địa điểm chính xác tổ chức đàm phán không được tiết lộ. Phái đoàn Nga do trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky làm trưởng đoàn. Phái đoàn Ukraine gồm có Bộ trưởng Quốc phòng, Thứ trưởng Ngoại giao. Để có được cuộc đàm phán trực tiếp này, cả hai bên đã trải qua những cuộc mặc cả về địa điểm tổ chức. Trước thềm đàm phán, trưởng phái đoàn Nga Medinsky khẳng định Nga quan tâm đến việc đạt được các thỏa thuận với phái đoàn Ukraine càng sớm càng tốt. Theo ông Medinsky, các thỏa thuận tại cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine phải vì lợi ích của tất cả các bên. Về phía Ukraine, Văn phòng Tổng thống nước này nhấn mạnh, Kiev coi lệnh ngừng bắn ngay lập tức và Nga rút quân khỏi lãnh thổ nước này là những vấn đề then chốt trong cuộc đàm phán với Moscow. Trước đó, tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông cần tận dụng mọi cơ hội để đảm bảo hòa bình cho Ukraine. Ngay sau khi kết thúc đàm phán với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27 tháng 2 đã ký đơn chính thức đề nghị Liên minh châu Âu-EU cho Ukraine gia nhập với tư cách thành viên. Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội cách đó ít giờ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định mục đích của quốc gia này là hòa nhập với tất cả người dân châu Âu, quan trọng nhất là bình đẳng. Đồng thời, lãnh đạo Ukraine kêu gọi Liên minh châu Âu đánh giá ngay lập tức đề xuất của Ukraine thông qua một quy trình đặc biệt để Kiev có thể gia nhập khối này. Tổng thống Ukraine khẳng định cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine là chiến đấu không chỉ cho đất nước mà còn cho cả châu Âu, cũng như cho hòa bình của tất cả. Khả năng Ukraine gia nhập EU vốn là đề tài được nhắc đến nhiều tại phương Tây nhiều thập kỷ qua. Hiện nay, Ukraine chỉ có thỏa thuận liên kết với EU, trong đó hai bên gắn kết hợp tác nền kinh tế trong các lĩnh vực nhất định và làm sâu sắc hơn mối quan hệ chính trị kể từ năm 2017, nhưng chưa được công nhận là ứng viên chính thức cho tư cách thành viên EU. Quy trình xét duyệt để trở thành thành viên EU thông thường mất khoảng vài năm và trở thành thành viên tiềm năng cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khác nhau cả về kinh tế và chính trị. Trong khi Ukraine mong muốn được trở thành thành viên EU, mong muốn gia nhập NATO, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin lại tung ra các sắc lệnh kinh tế đặc biệt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Theo đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh kinh tế đặc biệt do những hành động của Mỹ, nước ngoài và các tổ chức quốc tế không thân thiện và đi ngược lại luật pháp quốc tế, cũng như có liên quan đến những hạn chế đối với công dân và thực thể pháp lý Nga. Sắc lệnh này cũng nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga và phù hợp với luật pháp Liên bang Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ban bố lệnh cấm người dân Nga gia hạn các khoản vay nước ngoài bằng tiền mặt từ ngày 1 tháng 3 và cấm người dân Nga chuyển ngoại tệ vào tài khoản hoặc gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài. Điện Kremlin tuyên bố, sắc lệnh kinh tế đặc biệt này sẽ không phải là một đòn đáp trả duy nhất của Nga trước các đòn trừng phạt của phương Tây. Cuộc chiến ở Ukraine đem đến nhiều thay đổi, nhưng có một kết quả không thể phủ nhận, đó là cấu trúc an ninh châu Âu, chủ yếu được định hình bởi phương Tây trong 3 thập kỷ qua kể từ khi Liên Xô sụp đổ, sẽ không còn như trước nữa. Khi những tên lửa bay qua bầu trời Kiev, các nước phương Tây sẽ bắt đầu phải suy nghĩ về một hệ thống mới, ổn định hơn cho an ninh đa phương trên toàn châu lục. Dù tuyên bố chiến tranh của Tổng thống Putin dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng thì trên thực tế, các tổ chức và cơ chế nhằm đảm bảo an ninh ở châu Âu, từ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và Liên minh NATO, cũng như các biện pháp trừng phạt kinh tế được sử dụng để buộc Nga thay đổi chính sách đã không mấy hiệu quả và không giải quyết được những lợi ích an ninh cốt lõi của Nga. Trong những tháng gần đây, những nỗ lực tối đa của Mỹ và châu Âu đã không đủ để khiến Nga thay đổi những lằn ranh đỏ căn bản trong vấn đề Ukraine. Tôi nghĩ là Nga không cảm thấy bất an vì những lệnh trừng phạt này bởi điều này đã diễn ra nhiều năm rồi. Nga cũng sẵn sàng đối mặt với những lệnh trừng phạt này nên sẽ không dễ để đổi lại các thỏa hiệp lợi ích an ninh. Ukraine là lằn ranh đỏ với Nga, vì vậy cho dù có mở rộng thêm nhiều biện pháp trừng phạt nữa thì Nga cũng sẽ sẵn sàng đối mặt với nó. Không chỉ vậy, việc NATO viện trợ vũ khí cho Ukraine sau khi bị nói là bỏ rơi cho thấy một vài thành viên NATO bày tỏ thái độ chào mừng Ukraine vào khối. Việc này cũng là để đạt được lợi ích của NATO mà thôi, và mức độ này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Nga.
Một kết quả có thể nhìn thấy rõ là những nỗ lực ngoại giao của châu Âu với Nga thời gian qua đã không thu về kết quả như kỳ vọng. Những chuyến công du đầu tháng này của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức tới Điện Kremlin là những nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để thuyết phục Tổng thống Putin chọn giải pháp hòa giải. Với NATO, Tổng thống Biden đã nhắc lại cam kết sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO bằng toàn bộ lực lượng của Mỹ nếu Nga mở rộng chiến dịch tấn công Ukraine. Mặc dù cam kết vẫn còn đó, nhưng một số nhà quan sát tin rằng những gì diễn ra ở Ukraine sẽ là bước ngoặt với năng lực phòng vệ của châu Âu, dẫn đến việc EU chi nhiều hơn cho quân sự và chia sẻ trách nhiệm bình đẳng hơn. Thưa quý vị, bên cạnh việc ban hành các sắc lệnh kinh tế đặc biệt, Nga còn đóng cửa không phận với hãng bay từ 36 nước vùng lãnh thổ, bao gồm toàn bộ 27 thành viên của EU, để đáp trả lệnh trừng phạt tương tự đối với ngành hàng không của nước này. Trong trường hợp bất thường, chuyến bay từ những nơi bị cấm vẫn có thể được phép bay qua Nga nếu có giấy phép đặc biệt từ Bộ Ngoại giao Nga hoặc Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga. Lệnh cấm bay sẽ gây thiệt hại cho các hãng hàng không bay qua Nga, nước có diện tích lớn nhất thế giới, để đi từ châu Âu tới châu Á. Điều này sẽ buộc các hãng bay phải hủy chuyến hoặc tìm lộ trình mới và có thể làm tăng giá vé. Trước đó, hàng loạt nước phương Tây đã đóng cửa không phận với máy bay từ Nga. Liên minh châu Âu EU hôm 27 tháng 2 cho biết sẽ cấm mọi máy bay do một cá nhân hoặc pháp nhân của Nga sở hữu hoặc điều khiển, cũng như máy bay đăng ký tại Nga, sử dụng không phận. Anh cũng có lệnh cấm tương tự. Tới ngày 28 tháng 2, Mỹ chưa cấm máy bay Nga bay khỏi không phận, nhưng hãng hàng không Delta của Mỹ đã dừng thỏa thuận liên danh với Airbus, một hãng hàng không lớn nhất của Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết đã có khoảng 10 hãng hàng không điều chỉnh lịch trình bay đến Ukraine trong lúc nước này vướng vào căng thẳng với Nga. UPS và FedEx, hai trong số các công ty hậu cần lớn nhất thế giới cho biết họ đang tạm dừng dịch vụ giao hàng tới Nga và Ukraine. Trong đó, công ty hậu cần DHL của Đức cho biết họ đã tạm ngừng các chuyến hàng đến và đi từ Ukraine và đang tránh không phận Ukraine trong các hoạt động toàn cầu của mình. Hãng hàng không Lufthansa của Đức thông báo ngừng bay đến Ukraine. Trước đó, hãng KLM của Hà Lan cũng hành động tương tự. Hãng SAS, hãng hàng không đa quốc gia gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, cũng ngừng các chuyến bay hàng tuần sang Ukraine, trong khi Air France của Pháp quyết định hủy các chuyến bay giữa Paris và Kiev vào thứ Ba hàng tuần như là biện pháp phòng ngừa trong lúc căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Nga và Ukraine. Trước tình hình trên, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine khẳng định về hủy chuyến bay hàng loạt của các hãng hàng không nước ngoài chỉ đơn thuần dựa vào thông tin thổi phồng liên quan đến tình hình hiện tại, không thực sự phản ánh những thay đổi trên thực tế về an toàn bay. Theo Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine, hãng hàng không quốc gia Ukraine đã bổ sung các chuyến bay cho tuyến Kiev nối Munich và Geneva, cũng là hai tuyến bị trống chỗ vì Lufthansa quyết định ngừng bay. Tuần trước, hai hãng hàng không Ukraine tiết lộ gặp trục trặc trong việc mua bảo hiểm cho một số tuyến bay, trong khi các hãng hàng không nước ngoài bắt đầu tránh không phận đường này vì quan ngại ở biên giới Ukraine-Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp sáng mùng 1 tháng 3 của VTC Now, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin nóng nhất về tình hình tại Ukraine trong những bản tin tiếp theo trên VTC Now, tại website vtc.gov.vn và các nền tảng mạng xã hội của VTC Now như Facebook hay YouTube. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem không chỉ là những tin tức về Nga-Ukraine mà còn là những tin tức thời sự trong nước và quốc tế khác. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trên VTC Now. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.